Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc Chopic Champion khung full carbon các bác nhé. Đây là một phần một chiếc xe là phần thưởng của những đội leo núi bên Pháp. Và đây là một chiếc xe Chopic thương hiệu Pháp Champion cực mới. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và đây là một phiên bản phần thưởng dành cho những người thắng cuộc ở bên Pháp. Nên là chiếc xe này rất là ít đi. Chỉ lăn bánh tầm 1-2 lần thôi. Nước sơn đây các bác. Đây là chiếc xe khung carbon toàn phần các bác nhé. Em đánh giá chiếc xe là trên 95%. Chiếc xe Chopic thương hiệu Pháp. Trước đây em cũng đã về một chiếc, em đã review rồi và chiếc này còn mới hơn. Đây là một chiếc xe cao cấp nên được trang bị dây âm sườn. Dây âm sườn các bác nhé. Chopic Champion. Các bác có thể lên Google để search thêm về chiếc xe này. Đây là một phiên bản dành cho người thắng cuộc. Một chiếc xe địa hình. Đây là website chính hãng của xe. Xe thương hiệu Pháp. Các bác có thể lên lên để đánh trang web này vào chopicbike.com. Xe có nước sơn đen lì các bác ạ. À đâu, xa màu sơn lì. Vâng. Khi mà đi đường bụi bẩn các bác chỉ có thể lau qua là nó sạch rồi. Sơn này rất ít khi bám bụi bẩn. Ghi đông cổ phốt nguyên bản của Chopic đây. Vâng. Đây một cái tem chính hãng của trên ghi đông. Đây logo của xe, chữ T của hãng này, Chopic. Đây một thương hiệu rất là nổi tiếng bên Pháp rồi. Như Mỹ có Trek thì nước Pháp có Chopic. Tay bấm xả của Shimano DOD. Bên này bên lip 10 tầng. Bên đĩa của Shimano DOD luôn 3 tầng. Phanh dầu thủy lực Techo. Tất cả các đồ và hình thức phụ kiện các thứ của xe rất là mới các bác nhá. Đều nguyên zin nguyên bản theo xe. Tay bấm xả đây. Đây là một phiên bản cực hiếm của Chopic. Sóc dốc sốc của Mỹ. Thức giảm sóc cũng rất là mới. Thông số lốp là 26 x 1,95. Như các bác thấy đây thì hình thức lốp rất là mới các bác nhé. Chiếc xe này em đánh giá là nó chỉ được lăn bánh trên đường tầm 1-2 lần thôi. Vì đây là một phần thưởng nên là xe rất ít được sử dụng. Vâng. Sóc dốc sốc, phanh dầu thể lực Techo. Đây khóa sóc.
Vâng, và em sẽ đo size. Chiếc xe này có size là 46-47. Vâng, phù hợp các bác từ 1m6 đến 1m7 có thể đi vừa chiếc xe này. Vạch sơn trắng rất là nổi trên thân xe, vàng và xanh. Xe được trang bị 10 tầng lip. Lip và xích thì các bác, như các bác thấy đây, rất là mới các bác nhé. Cái xe rất ít đi. Vâng. Đùi trục rỗng 3 tầng. Đùi đĩa nhôm. Củ đè của Shimano DLR. Vâng, và đây chiếc xe sử dụng nguyên bộ group của Shimano DLR. Vâng, và bây giờ sẽ đi vào đánh giá chuyển động của xe. 10 tầng lip và 3 đĩa lên lip. Lip và xích rất là mới các bác nhé, chuyển động rất tốt. Vâng, xuống lip, chuyển động rất là trơn tru, tốt đây. Đùi đĩa trục rỗng 3 tầng. Xuống đĩa, đĩa nhôm lên đĩa, gạt đĩa của Shimano DLR. Vâng, chuyển động rất tốt các bác nhé. Đây là hình thức lốp sau, đầy đủ gai, rất là mới. Gạt đĩa của Shimano DLR. Cọc yên nguyên bản Tropic. Như các bác thấy đây, yên rất là mới, không hề một bụi bẩn luôn. Tem 7 màu chính hãng của yên đây. Tem chống hàng giả các bác nhé, San Macro. Đây, một hãng làm phụ tùng xe rất là nổi tiếng rồi. Hình thức yên rất là mới. Vâng. Đây là lốp sau. Vâng, rất là mới các bác nhé. Đây là phanh sau của xe, cũng là phanh dầu thủy lực Techo. Vâng, và em vừa review xong chiếc xe Tropic Champion, một thương hiệu của Pháp. Và đây là phiên bản dành cho người thắng cuộc, sử dụng nguyên bộ group của Shimano DLR. Đùi đĩa trục rỗng, khung carbon toàn phần. Và bây giờ em sẽ, và chiếc xe đang được bán tại cửa hàng em mức giá 11.800.000, miễn phí ship toàn quốc và hành 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709993 để xem những ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Và lên YouTube tìm kiếm xe đẹp, nhấn theo dõi kênh và nhớ chiếc chuông để xem những mẫu xe đẹp khác về tại cửa hàng em. Vâng, xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, cổ. Vâng, các bác thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, cổ bên em. Và các bác lên và các bác lên trên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, cổ. Và các bác liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936 050 424, và nhấn đăng ký theo cái kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.